quá đẹp, quá xịn hào. Quý khách nhìn ra đường cắt nó thẳng băng mắt luôn, quá nhanh luôn đó. Dằn ra đây, đây là một đường cắt em nó vừa hoạch vừa cắt xong với tốc độ rất là nhanh. Thấy quý khách, đây đường 8 ly cắt rất là sắc nét đó. Một chiếc máy giá 6,5 triệu mà cắt được như vậy là quá tuyệt vời. Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là ngày thứ ba, là thêm một ngày nữa đã trôi qua, thật sự là rất là nhanh đó quý khách. Lời đầu tiên cho phép mình thay mặt tất cả anh em trên kênh Máy Hàng Em Quyền cảm ơn tất cả những quý khách hàng luôn luôn thương mến và đồng hành tin tưởng những sản phẩm mà do kênh Máy Hàng Em Quyền cung cấp, đặc biệt là dòng máy Ecomix. Sau khi quý khách coi một số video, mình đã hiểu ra sự thật là quý khách đã từng mua những con máy nhân danh máy lạnh Daikin Đức, rồi máy lạnh, rồi máy bò, hiểu rằng là đã không thể nào hàn được dây inox. Hiện giờ trên mạng người ta sẽ dùng một số một cái dòng máy có chức năng hàn được inox, họ sẽ chặn cái cảnh đó lại và họ sẽ hàn, thì quý khách vô cùng cẩn trọng nha. Thì không dông dài, hôm nay mình cảm ơn tất cả những quý khách hàng đã đặt 20 con máy Ecomix 200 WeWell này, và cảm ơn 5 vị khách hàng thương mến tối qua thấy video một dòng máy cắt 60C có máy nén khí bên trong cũng đã đặt hàng, nhưng mà bốn anh này yêu cầu là review kỹ lại, tại tối qua mấy ảnh nói là đặt thì tin tưởng thôi, nhưng mà tại vì hồi qua video tối qua làm chưa có rõ và nó hơi dài, thì trong video chiều nay mình sẽ làm lại từ đầu tới đích và mình sẽ tập trung vô chỉ một dòng máy cút 60C này thôi. Tại ngày hôm qua đầu video vô rồi bỏ mấy con cắt L207 rồi Ares 120 rồi thêm con máy nén khí thì video nó bị dài quá đi. Thì hôm nay điều thứ ba là xin lỗi tất cả quý khách hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình làm một cái review lại dòng máy cắt 60C cũng như cho bốn anh khách hàng thương mến này. Anh yêu cầu làm thì mình làm cho riêng anh, bốn anh, và đồng thời cũng sẽ làm cho tất cả những quý khách hàng nào mà đang có ý định đầu tư và sẽ thấy rõ hơn về những cái tính năng rất là xịn hào của dòng máy cắt 60C đến từ thương hiệu Tenja này. Thì vừa rồi mình về mấy xe ba gác đó quý khách, ngoài cắt 60C thì có về dòng máy mới là Ecomix 201 đó, lộ hàng luôn nè. Rồi có thêm một con Tích 250 ACDC đó, cũng đến từ thương hiệu Tenja Thái Lan. Hôm nào mình sẽ làm lần lượt những cái dòng máy này. Đây là dòng máy mới nhất nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung vô lại là từ đầu tới đích video này sẽ là con máy cắt 60C này đó. Mời quý khách theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ làm, hy vọng là rất là nhanh. Nếu mà có dài thì mong quý khách vô cùng thông cảm. Mặc dù có rất nhiều khách hàng yêu cầu phải test luôn con Dynawell này và mấy con chống nước nữa, nhưng mà mình cũng đã test rồi. Nhưng mà mấy anh nói là có tiện thì test lên, thì chút xíu nữa mình test. Đó. Đây là dòng máy Waterproof chống nước ha quý khách hàng ha. Đó. Còn mình trong công ty thì ngày nào cũng nhận sửa những dòng máy nhân danh này quý khách. Nhân danh nó hư dữ lắm. Dạ. Rồi, chút xíu nữa mình sẽ test con máy này luôn cho một số quý khách hàng có đặt con này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô dòng máy này liền để tránh mất thời gian. Đây là dòng máy cắt. Mình vừa nói mình vừa làm cho nó nhanh ha quý khách hàng ha. Đây là dòng máy cắt plasma có chức năng hàn que và không cần máy nén khí từ bên ngoài. Đây mình sẽ bắt đầu khui. Khui nguyên đai nguyên kiện ra để quý khách coi. Đây mình nói sơ qua đây ấy. Đây là dòng máy sử dụng công nghệ Digito Plasma Cutter Inside Bisset Air Pump. Đó, là dịch ra là máy cắt plasma sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới nhất. Có máy nén khí automatic thiết lập bên trong. Khả năng cắt lên đến 10 ly. Thường những cái máy mà đẳng cấp á, thì họ sẽ ghi đúng. Nhưng mà thực ra mình đã test con máy này rồi, nó cắt được tới 15 ly lực. Đây là cái quan điểm về cái cắt. Người ta nói về cái độ tốc độ cắt và cái độ dày cắt mà theo tiêu chuẩn quốc tế, thì với tốc độ cắt nhanh như vậy thì họ làm được 10 ly. Nhưng nếu mà mình chậm lại một xíu thì mình sẽ có thể cắt được 12 ly đến 15 ly. Và nó có khả năng là hàn que được và hàn được lip tích. Rồi thì đó là toàn bộ những cái tính năng của em máy này. Đó, đây là máy có công nghệ Germany Technology. Thì ngày hôm qua cũng có nói rồi, đây là dòng máy mà
hãng tên gia nó làm gia công cho cái hãng Tô Quắc, trên khách hàng đang thấy có cái kênh YouTube Make and Test đó, nó đang làm máy 4 chức năng trong một đó quý khách, là đúng là của hãng tên gia đang làm gia công cho họ. Phụ kiện bên trong nè, mình vừa mở ra mình vừa nói giá luôn hết. Giá là 6,5 triệu bao gồm một cây đuốc hàng AG60, một cái đồng hồ điều áp để xài máy nén khí bên ngoài, 3 mét kìm hàng, 3 mét cặp mát dài miên man, một cổng ống dẫn khí nhà máy nó cho theo, một quyển sách hướng dẫn sử dụng có đầy đủ tính năng của nó, có Sima và có cái đò, thêm một cái lọc, cái bô e, cái lọc gió đó, cái lọc gió dự phòng, và vài cái cổ dê và hai con ốc để bắt điều áp. Mặc dù là máy có máy nén khí bên trong nhưng mà vẫn có cho theo cái điều áp. Rồi mình sẽ khui máy nó ra. Rất là xịn hào nha quý khách. Ây da, máy nặng quá. Quá nặng. Rồi xong. Đây là em máy của nó. Mình sẽ cố gắng hết sức mình vô liền để ngày qua làm dài quá. Đây. Rồi mình sẽ vô liền chi tiết liền. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần cân trọng lượng của nó và sẽ vô đấu điện và mình sẽ cắt ngay tức khắc dài cái rồ phai để quý khách nắm được cái tình hình của nó luôn nha. Đây là cây cân và mình sẽ cân ngay bây giờ. Cân đã set up về số 0, mời quý khách theo dõi. Đó, máy có trọng lượng nặng là 16,8 kg. Rồi, bề ngang. Bề ngang của nó là nó bằng cái cây này. Đây, mình đo nè. 2 tấc, cái này cỡ 3 tấc. Độ cao. Độ cao mình đo về cho dễ, 4 tấc. Ngang 3 tấc, cao 4 tấc. Độ dài, chỗ dài nhất 2 tấc, 4 tấc, cái này cỡ 5 tấc nha quý khách hàng nha. Rồi, kích thước rất là gọn nhẹ, thiết kế rất là dễ thương. Tối hôm qua mình làm nó hơi, trời nó hơi sụp tối rồi cho nên quý khách không có thấy rõ. Thì đây là bắt đầu mình cắm điện và mình nói về cái mặt tiền, rồi sau đó mình sẽ nói về mặt ở bên phía sau của nó. Rồi, máy thì sử dụng nguồn điện là 1 pha 220. Nó máy đã được mở lên rồi nha quý khách hàng ha. Nó cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Đây là máy cắt LATMA có chức năng hàng que và máy nén khí được lắp đặt đầy đủ bên trong, sử dụng công nghệ Digital Control. Digital Control là sao hết? Đây là một công nghệ điều khiển kỹ thuật số rất là dễ dàng cho những người mới bắt đầu làm quen với máy LATMA, hay là nó sẽ hạn chế được những cái lỗi lặt vặt. Nếu mà những con máy mà xài công nghệ analog á, thì do con người làm, còn cái này là toàn bộ những cái con robot nó làm ra những cái bo mạch điều khiển này, thì cái xác suất mà nó hỏng á, nó rất là thấp. Đó, cho nên là kỹ thuật số là như vậy, là tất cả sẽ điều chỉnh từ trong một cái núm này, và những cái chế độ nó chỉ cần nhấn nhẹ vậy, ví dụ nhấn tới đây thì nó sẽ hiểu rằng là mình chọn ra khí bên ngoài, nhấn cái đây là vô chức năng hàng que, là mình cũng chỉnh núm này. Rồi khi nào này nó tách cái dùng hình chữ nhật này rời ra khỏi cái hình chữ nhật lớn nè, khách thấy không? Đây là chỗ để báo đèn quá tải. OC có nghĩa là viết tắt của chữ overcurrent. Over là quá dòng. Over, C là current, quá dòng. Rồi, Digital Building Air Plasma Cutter Multi có nghĩa là máy điều khiển kỹ thuật số có máy nén khí được lắp đặt bên trong sử đa chức năng. Đó là cái nguyên câu này của nó, ý nghĩa nó nói là vậy đó quý khách. Rồi. Đây là chức năng 2T là bóp cò nó ra dòng cắt plasma. Buông ra nó sẽ ngắt. Đây là chức năng 4T. 4T có nghĩa là mình nhấn cò buông ra là tự giữ, là nó sẽ tự động nó cắt, mình đỡ mỏi tay. Đó, nó thiết kế rất đơn giản vậy thôi. Rồi, thì cái khu vực này là nó là để mình kết nối phần plasma. Đây là chỗ bắt súng plasma, đây là chỗ bắt kẹp mát plasma, đây là chỗ bắt cái dây điều khiển của súng plasma. Còn bên này tách ra nó có vẻ cái đường nè. Đây là phần kẹp mát của hàng que. Đây là kìm hàng của hàng que. Quý khách đừng lo lắng một cái máy đa tính năng như vậy mà sợ là hỏng hóc. Nhiều người quan điểm là máy đa tính năng gì dễ hư. Không phải vậy. Tất cả nó có hai cái biến thế bên trong này. Biến thế inverter đó quý khách, biến thế. Qua cái hệ thống chỉnh lưu diode thì nó sẽ
nó kết nối với cái biến áp đó, ví dụ bật qua chức năng cắt lát ma thì máy nó sẽ kết nối với cái phần biến áp của lát ma, nó kết nối vô đây dấu trừ để dấu cộng. Còn mình bật một cái qua chức năng hàng que thì nó sẽ có một cái biến áp riêng của hàng que bên trong đó. Cho nên quý khách hiểu một điều là gì, trong bên trong này nó có tới hai cái biến áp hàng lẫn, một cái biến áp để hàng que, một cái biến áp để làm công nghệ cắt lát ma. Cho nên quý khách đừng có lo là ở con máy này đa tính năng, không phải. Thực ra bên trong nó có hai cái biến áp lực, một cái biến áp lát ma riêng và một cái biến áp hàng que riêng. Quý khách hiểu vậy cho nên phải yên tâm về cái mặt kỹ thuật. Và thêm một cái yên tâm nữa là trên máy hàng Quyền là một đơn vị làm trong ngành hàng rất là lâu năm rồi, thì cho nên cái việc mà sửa chữa hay là am hiểu về kỹ thuật là nó nằm trong tầm tay. Cho nên là mong quý khách hàng rất là thực sự yên tâm, hãy quý khách hàng ha. Đây là súng cắt lát ma AG60 nè quý khách ha. Rồi, làm nhanh vô. Rồi mình sẽ đấu súng vô đây. Đây là súng, cái chỗ này là chỗ để bắt súng. Súng cắt lát ma, xíu chặt lại. Đây là bộ đuốc của nó, mình vừa bắt xong hả quý khách ha. Đây là dây điều khiển của em nó. Nó phải bắt vô đây. Nhanh lắm. Rồi. Rồi, chỗ này mình sẽ kết nối với kẹp mát hả quý khách hàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn kẹp mát lát ma vô liền. Đây, mời quý khách theo dõi nha. Đây là kẹp mát lát ma. Xong rồi đó quý khách, giờ mình chỉ cần cắt thôi. Siết chặt này vô. Đó, đây là nguyên cái bộ phận này mà. Nếu mà mình mua một con cắt 40L 207 là giá 5.3 triệu nó nằm tại chỗ này. Giống video tối qua mình nói. Theo khách hàng ha. Rồi, xong rồi đó. Mình sẽ vô phần cắt lát ma trước và không cần dùng máy nén khí. Từ bên ngoài cấp vô. Đây là cái mặt sau của cái máy ha quý khách ha. Hiện giờ là chỉ có mình kết nối cộng dây nguồn vô thôi. Đây, một mình nó dẻn dẹn có dây nguồn thôi. Ở trong này quý khách thấy cái chỗ này có cái đầu đỏ đỏ không? Đây là cái máy nén khí nằm bên trong nè. Rất là gọn. Đây là cái quạt giải nhiệt, điện nguồn vào 220. Máy được kiểm tra chất lượng rất là kỹ. QC, Basic. Đó, mỗi con máy nó sẽ có ký hiệu riêng của nó. QC là Quality Control Basic. Máy mã số 03. Có nghĩa là có một anh kỹ thuật trong nhà máy. Anh đó có trách nhiệm phải test từng con và sẽ ký tên, và trong cái giấy tờ của mình sẽ có là xác nhận của anh đó. Đó, đây là thông số kỹ thuật của em nó. Đây là công tắc nguồn điện vô là 220V. Nãy ở phía trước mặt tiền quý khách thấy là mình bật chức năng là gì, là built-in air đúng không? Thì khi mình kích cò nè, quý khách để ý nè, mình kích cò là máy nén khí nó sẽ bơm ra đây nè. Đó, đây là có máy nén khí nó bơm ra đây. Còn bóp cái nó bơm nè, quý thấy không? Bóp cái nó bơm nè, nó bơm nè. Thì cho nên nó bơm ra đây thì nó đâu có cấp vô trong cái đầu súng được, cho nên là mình sẽ kết nối một cọng dây hơi vô đây và mình sẽ bọc qua đây để cho nó ra tới đầu súng này, thay vì nó bơm ra ngoài. Giờ mình kết nối dây vô, mời khách theo dõi mình kết nối luôn. Cọng dây này cũng nó có cho theo mình rồi. Rồi, mời khách theo dõi nha. Rồi, mình gắn vô đây. Rất là đơn giản hả quý khách. Rồi mình sẽ cần cái cổ dê để mình siết cái này lại. Đó, khách hàng đặt quá trời, mới đặt thêm một con nữa đó khách. Nó thêm một con Tenja 60. Rồi mua thêm một máy nén khí nữa. Ông này, ông khách đó, ông kỹ thiệt chứ. Rồi, mình bắt được một đầu heo khách. Rồi bắt con dây này vô. Tranh thủ làm nhanh. Rồi xong. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy cái hồi tối quý khách coi rồi, đường này rồi nè. Đường này 8 ly nó tách cắt ra tối qua nè. Bây giờ mình sẽ cắt đường này cho nó thẳng thớm trở lại. Không gian dối mập mờ 7 ly 7 nè quý khách. Đó, rồi. Cắt liền một đường. Mời quý khách theo dõi mình cắt một cái đường cắt 8 ly nha. Trên con máy cắt này. Rồi mình dời lát ma ra đây, rồi mình đẩy một đường cho quý khách coi liền. 2T, đây là chức năng 2T và mình sẽ cắt cho quý khách coi nha, 2T. Đây, 2T là kéo đường này. Rồi. Máy này nó có chức năng set up khí ra trước sẵn khoảng 0,5 giây á. Cho nên mình sẽ nhấn khoảng 0,5 giây máy nó mới đề ba. Đó là cái thiết kế thông minh để nó giúp bảo vệ cái bét này luôn. Chứ mình bóp cò liền mà cái máy nó chưa bơm á thì nó rất là dễ bị hư cái bét, thì nó phải chờ cái máy bơm khoảng nửa giây rồi nó mới mồi hồ quang. Đó là một cái thiết kế rất là độc đáo của nó. Rồi mới cách để ý cái tay mình nè, thấy không, phải 0,5 giây nó mới mồi. Đây là 8 ly,
đẹp, quá xịn hào quý khách, nhìn cái đường cắt nó thẳng bằng mắt luôn, quá nhanh luôn đó. Ồ, nó có chức năng khí ra sao đó, nãy quý khách có nghe hơi cái tiếng đó là tiếng bơm, mà bơm tốc độ cao nó mới đủ cái áp để mình cắt như vậy đó quý khách, rất là xịn hào ha. Rồi xong một đường 8 ly, quá dễ giải rồi. Bây giờ mình sẽ thử qua một cái đường 12 ly. Đường 8 ly quá dễ rồi, bây giờ mình sẽ qua đường 12 ly. Cái này á, cái phần mà nó như thế này nó không có quan trọng gì hết nè, khách nhìn nè. Nè, đẩy nhẹ nè, nó sẽ văng ra. Đây là một đường cắt em nó vừa cắt xong với tốc độ rất là nhanh. Thấy không khách? Đây, đường 8 ly cắt rất là sắc nét. Đó, một chiếc máy giá 6 triệu rưỡi mà cắt được như vậy là quá tuyệt vời. Rồi mình để đây, hồi mình lụm những cái đường mình vừa cắt ra xong mình sẽ hàn cho quý khách coi nha. Đây là 8 ly, đây là cái miếng này 12 ly, để mình đo thử cho quý khách coi. Đây mình sẽ cắt cái hình nhọn nguy hiểm này ra. Đây là cái đoạn 8 ly mình vừa cắt ra nè. Đó, hàn nó nằm đây, để đây đi cho nó dễ hình dung. Rồi xong mình đo cái này coi bao nhiêu ly nha. Đây trả về cái số 00 nè. Rồi mình đo nè, mời khách theo dõi nha. Mấy ly đây? Đó, 11 ly 97. Thôi khách hàng ha. Rồi, 12 ly đó. Cho mình rung tay. Rồi, xong. Rồi, mình sẽ cắt cái đường này ở trạng thái 4T. Đó, đây là ưu điểm của con máy này. 4T là vậy, mình sẽ bật qua. Nó sẽ tự giữ, mình không bóp cò nữa. Máy rất là xịn hào. Rồi, mình sẽ cắt đường này cho khách coi nha. 12 ly coi em nó cắt nổi không nha. Đó. Rồi ổn rồi, vuông tay nè, tay mình đã vuông rồi. Máy quá xịn hào quá đi, 12 ly chắc ngọt chết rồi. Giá 6.500.000, quá rẻ, quá rẻ luôn, đường cắt thẳng băng. Đó, đó. Quý khách nhìn cái đường cắt của nó ở trên nè. Máy cắt quá xịn hào. Quá trời. Như vậy mới gọi là máy Thái Lan được quý khách. Máy mình đâu có cần phải đi qua Đức, qua châu Âu kia cho nó mệt. Rồi, 12 ly. Rất là ok, không có vấn đề gì đối với một em máy 60 này. Rồi, như vậy thì chắc chắn là 15 ly em nó sẽ làm được. Mình chắc chú cứu điều đó luôn. Bởi vì sao mình cắt với tốc độ này mình sẽ hiểu là 15 ly em nó vẫn làm được. Nhưng mà trong video ngày hôm nay mình làm ngắn thôi, tại mình làm dài nhiều quý khách vô cứ tua video mà không ủng hộ mình coi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua mình cắt một đường nhôm nữa và mình sẽ lụm hai cái miếng mình vừa cắt ra xong nè. Đó, nó vừa rớt cái đùng xuống đây nè. Rất là đẹp, đường cắt thẳng băng bắc. Này quý khách nhìn nè, thẳng băng bắc. Và mình sẽ gõ nhẹ nhàng cái sỉ này ra. Đây là cái đường 8 ly nãy mình mới vừa cắt xong nè. Đó, mình dùng cái đường 8 ly mình sẽ gõ sỉ của đường 12 ly nè. Đó, nhăn ra hết rồi. Rất là nhẹ nhàng. Đó. Nghe thấy không? Rất là dễ. Rồi. Rồi xong. Đây là đường này mình vừa cắt xong. 12 ly, ngọt xớt băng bắc. Đó, đây là tổng thể em nó vừa cắt xong. Hái quý khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nè 12 ly này nguội nguội cái. Cái mình quất một cái đường hàng que. Đó, tất cả những gì em nó vừa làm xong. Cái thằng mỏng lét này nó dễ quá rồi. Hay là mình khoét một lỗ cho quý khách coi cái đường mỏng lét này đi. Rồi mình vô mình hàng que ha. Cái cách mà mình mồi vô giữa, thay vì mình cắt từ ngoài cắt vô giống vậy nha. Nè quý khách nhìn nè, lát ma phải cắt từ ngoài cắt vô vậy. Đó, đây là độ mỏng. Đó, độ mỏng thì mình cắt từ ngoài vô. Còn ví dụ quý khách muốn khoét một cái hình tròn bên trong thì mình phải ngã mỏ lát ma vậy nè quý khách, để là ngã một góc 45 độ mình sẽ khoét cái hình tròn cho quý khách coi nè. Ngã nè, ngã góc 45 độ này nha, bắt đầu mình để ý nè nha. Không có đấm thẳng xuống vậy nó hư bét. Quý khách làm vậy. Ngã qua nè.
đó. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ hình tròn cho hết coi này ha. Nó đây ở trạng thái 4T nè. Ờ, 4T, nãy giờ 4T. Rồi bắt đầu mình vẽ hình tròn cho hết coi nè. Đây là cái cách mà mình khoét từ ở trong lỗ này khoét ra. Nó đang hoạt động đó, nhất như tổng thể máy nó đang hoạt động đó. Nó đang xuống cái miếng giày dưới á, cái chỗ đó là nó vô đang xuống miếng giày đó, không có chuyện gì hết, nó đụng cái miếng giày dưới đó. Mình cắt cái đường này rất là dài để nó thấy là cái độ bơm hơi này nó lắp đặt từ bên trong. Đó, em nó khoét lại những cái lỗ vậy, mình không có cho nó đứt ra. Đó, bây giờ mình để như vậy để mình hàn cho quý khách coi, đó là cái cách của nó. Rồi bây giờ mình di chuyển qua chức năng hàn que và mình sẽ nối cái miếng 8 ly ban đầu lại ở dòng hàn 160 ampe trên cái 170 ampe đi, trên cây đũa 3 ly 2. Rồi, hàn que thì bây giờ mình sẽ di chuyển cái kẹp mát qua bên phần bên này hết khách, nó có ghi rõ bên này nè, que nè. Này kẹp mát của que mình sẽ gắn vô. Rồi, mình sẽ mượn lấy cái kiềm hàn que xịn hào nó cho theo á. 3 mét miên man mình cũng sẽ gắn vô đây. Rồi dặn vô và mình sẽ bắt đầu đi hàng que cho quý khách hàng coi. Đây kẹp mát của hàng que. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ kẹp vô. Hết nhìn ha. Đây là có mình mới lụm cái đũa 3 ly 2 là sáng thử máy rồi. Kẹp vô. Rất là xịn hào, đây là kìm Hà Lan, kìm theo kiểu của Hà Lan chứ phải của Hà Lan sản xuất đâu nha khách, kiểu Hà Lan. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn cho quý khách coi cái đường này. Rồi mình sẽ chia tay và kết thúc video này. Mình hẹn video ngày mai mình sẽ làm về sử dụng cái máy nén khí bên ngoài với khách hàng ha. Bây giờ mình cũng sẽ hàng que xong rồi mình quay lại mình phụ anh em để cho lên cái lô hàng này để đi ra bưu cục Viettel. Rồi mình hàng mình mồi cho khách coi này nha. Rồi mình nói hàng này lại nè. Hồi nãy mình quên mình để sát quá, mình hàng đồ dày mình phải hở ra chút để cho nó đạt độ ngấu. Rồi bây giờ mình cho nó hở ra nha. Nha khách, mình banh banh nó ra vậy để nó mới đạt độ ngấu. Một là xăng phe, hai là phải để hở ra vậy. Nè khách nhìn nè, bây giờ mình phải cho nó hở lại nha. Hở ra nha. Rồi, như vậy mình mới đạt độ ngấu được, chứ mình ghép sát lại quá là nó không có đúng bài của nó. Rồi mình vô mình hàng đường này cho khách coi nha. Vô, chọt một phát ăn ngay, không ăn thì mình sẽ ăn cho hết, vô. Rồi, hên quá nó ăn cho ăn ngay rồi. Máy hàn lửa rất là nhẹ, rất để ý nha. Máy mà đủ công suất là nó phải nhẹ như vậy. Đó thì quý khách đầu tư một con máy như thế này 6 triệu rưỡi sẽ tiết kiệm được 3 triệu tư tiền cái máy nén khí nhỏ nha. Rồi mình sẽ tiết kiệm được 2 triệu 3 tiền mua một cái máy hàn que để đốt được đũa 2 ly 6 thôi. Rồi đồng thời mình sẽ có thể ứng dụng để đi công trình, đi khắp nơi để làm cái việc mà mình cần mà nó không có rườm rà chở bằng xe nó phức tạp hết. Đây là mình hàng đồ dày khủng khiếp luôn nè. Dày 8 ly. Đốt đũa 3 ly 2 thì rượu gạo và quý khách sẽ nhìn cái độ ngấu của nó. Chọt một phát nó sẽ ăn ngay. Rất là đạt độ ngấu và công suất nó
Dương Sức đó, đây là đường hàng của em nó. Mời quý khách theo dõi khi mình sẽ gõ sỉ nó ra coi nó như thế nào. Vô đó, đây là đường hàng của em nó này. Rất là xịn hào, khách thấy không, quá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đó, đường của nó rất là ngấu nghiến nè, thấy không, rất là xịn hào đó, tay mình nè đó. Đường hàng cỡ dày mới gọi là đường hàng chứ ha. Ngay quang đường cắt lát ma là phải dày hàng nè, hàng nè, ngấu lủng qua tới bên này luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, mình hẹn lại quý khách ngày mai mình hướng dẫn cách đấu điều áp từ bên ngoài. Bây giờ mình sẽ ngừng lại để mình tập trung phụ anh em để đóng gói đưa tất cả những hàng cắt lát ma cũng như máy EcoMix lên xe đó. Xe bây giờ đã tới rồi. Rồi quý khách nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ post lên hàng ngày nha quý khách hàng nha. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi hết video, chúc quý khách có một ngày gần đầu tuần thật là bình an và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.